tốn là mình nói rồi, mấy con lúc nào cũng giữ danh dự của cha của mẹ và cũng hãnh diện tôi họ Thiên con của ông trời, hãy làm cho nở mặt thượng đế, nở mặt cha trời mẹ đất. Thì mấy con cứ nghĩ nhiều thôi là tự động những cái thứ khác nó đi chung hết. Mình đi giao thiệp, mình đi bếp đê tiệc tùng, hay là mình đi bất cứ một cái nơi nào thì là mình đều khác thường hơn người ta. Mình không có lăng tăng lăng xăng, không có nói lung tung, nói những gì cần phải nói, cười lúc cần phải cười, nghiêm cần lúc cần phải nghiêm, chứ không phải lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng cười thành gì hả? Lúc nào cũng lùm lùm im im là gì? Lúc nào cũng phải tì ra đúng không? Nhưng mà làm sao mình nghĩ là mình con trời á thì lúc đó mình sẽ khác. Tại vì trong cơ thể của mình nó có hai cái luồng điện của mẹ là cái chân chân thần của mình, là cái bóng ma đó là của mẹ tạo ra, còn cái trí khôn của mình là chân linh là do cha tạo ra. Mình có hai đó trong cơ thể mình rồi, mình phải biết là mình con trời họ Thiên, không có nên làm cho những người khác phiền về mình. Phải khiêm tốn, không ngã mạn, không tự cao. Lúc nghèo cũng không nên tự tự kỷ, gọi kia là ta tự bỉ gì kỷ vậy đó. Lúc nghèo cũng không có nên, cũng phải bình thường. Lúc làm triệu phú cũng không có nên cao ngạo hãnh diện. Mình nghĩ cái đó là cha mẹ thương mình. Hôm nay mình có một tiệm nail, ngày mốt mình có 10 tiệm nail, một hệ thống nail. Hồi xưa mình làm tháng 10.000, hôm nay mình làm tháng 100.000 thì mình có cuộc sống khá hơn, gia đình khá hơn, nhưng mình cũng phải giúp ít nhất 10%, 20% cho những bà con dòng họ xa ở bên nước Việt. Đâu có quá đáng đúng không? Tại vì họ cũng có tài trí như mình, chẳng qua họ không có lọt qua Mỹ, họ không có cơ hội. Mình có cơ hội, cái phước của họ khi mình gửi tiền về, cái phước của họ tự động ở trên trời Phật đã giao qua cho mình, dùng cái bàn tay mình làm để mà đưa về cho họ. Cho nên cái số tiền mà con gửi về cho ông ngoại bà ngoại cô gì á, không phải là của con, là cái phước của bên đó. Tại cái nước Việt không có tạo cơ hội. Nhưng mà nếu về đức hạnh, chưa chắc đức hạnh của con á là cao hơn mấy người Việt Nam nghe. Nên khi mình nghỉ gửi tiền về Việt Nam á, mình đừng có nghĩ là mình hay mình về bển á, mình đi múa này cho tôi ơi, đi làm ly cà phê cho tôi ơi, cái này sao giường này ga này giặt chưa rồi này nọ, nó đừng nên, tự mình phải đi làm hết. Cái hộ về Việt Nam á, không ai biết cái hộ là triệu phú. Ở đây cái áo thun Costco 10 đồng 3 cái quần xà lõn, cái quần sọt, thế mà mặc cho tới 2 tuần lễ về Mỹ, đi lang thang, đi cái đôi dép cà sẹt. Vậy đó, khoái vậy đó, nó mát, không có thích đi vòng vòng trong thành phố, cứ dưới quê ngồi dưới gốc cây gốc sồi bắt cái võng ngang vậy đó, chơi với mấy con cò. Nãy đây mình đâu có dễ thấy cò đâu không, Việt Nam chú phụ khoái nhìn mấy con cò bê xuồng quá không, nó có nhà chú phụ có mấy cái mương á, vậy vui. Mục đích là vui thôi mà. Giờ qua Hilton cũng có xong đó, cũng vui đó. Mà ở phía sau nhà hôm qua đó cũng có mấy con cò nữa, thấy nó y như kiểu Việt Nam vậy đó. Cô phụ nói với Mỹ Hạnh làm 200 cái ghế thấp mà không qua ngồi dưới cỏ mà ngay bờ sông đó. Chứ giờ bữa qua ngồi ai cũng ngồi dưới cỏ hết, cô phụ ngồi dưới cỏ luôn, lấy cái giày á kê lên cho đựng ướt cái quần nữa. Vậy mà vui. Giới thứ năm là nó có cái phần là không hận thù ganh ghét. Khi mình giận ai á, chư phụ không giận ai quá 3 ngày. Về lục Phật, chư phụ ngày xưa mười mấy năm trước
có thọ Bồ Tát giới là không giận ai quá 3 ngày. Mấy đứa con hôm nay đạo thiên trong cái giới thứ 5 này có đó, mình tập cái đó đi. Mình giận người ta quá 3 ngày á, coi chừng mình bị ung thư giận. Khó. Mình giận người ta, người ta đâu có biết đâu. Cho nên người ta có làm gì dữ lắm á, thì cũng xong, qua 3 ngày xóa sụt làm lại. Lúc nào mình cũng để cái tâm của mình nó bình thản như nè, như cái bảng vậy, ngày nào cũng phải viết cái chữ mới vô, đừng có để chồng chồng lên, thì con người mình sống rất là bình thường thoải mái, không có nên được giận này quá 3 ngày. Không mua toan hại người thì cái đó biết rồi.